Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn về hình ảnh Flycam, thành phố Sa Đéc. Đây là thành phố đô thị loại 2 của tỉnh Đồng Tháp. Khoa xin nói sơ qua về thành phố Sa Đéc. Sa Đéc là một thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Vùng Sa Đéc xưa có tên là Khmer là Phasadek. Có hai cách hiểu. Thứ nhất, người ta cho rằng Phasadek là tên của một vị nữ thần. Thứ hai, có thể hiểu từ Phasadek có nghĩa là chợ sắt. Xét về mặt lịch sử thì đây là đô thị lâu đời nhất của tỉnh Đồng Tháp với tuổi đời trên 300 năm cùng lúc với Sài Gòn. Sa Đéc từng là tỉnh lỵ của tỉnh Sa Đéc cũ vào thời Pháp thuộc trước năm 1956. Và trong giai đoạn 1966 cho tới 1975 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt thị xã Sa Đéc cũ lại giữ vai trò là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp trong suốt giai đoạn 1976 đến 1994. Và sau đó thì theo nghị định số 36 CB ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1994, tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp lại dời về thị xã Cao Lãnh, thì ngày nay là thành phố Cao Lãnh cho đến nay. Sa Đéc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14 tháng 10 năm 2013. Theo nghị quyết số 113 trên QCB, thành phố Sa Đéc được công nhận là đô thị loại 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2018. Và điều đặc biệt là đây là đô thị loại 2 đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, chứ không phải là thành phố trung tâm, thành phố Cao Lãnh. Thành phố Sa Đéc là đô thị loại 2 tỉnh Đồng Tháp, có diện tích là 5.911 ha với dân số 202.000 người, bao gồm dân số quy đổi. Thì thành phố Sa Đéc có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường và 3 xã. Địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy như sông Tiền, sông Sa Đéc, quốc lộ 80, tỉnh lộ DT848, DT851, DT852, DT853 v.v. Có điều kiện để liên kết và hợp tác phát triển với các huyện của các tỉnh như Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh, các trung tâm kinh tế phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gạch Giá và cả nước bạn Campuchia. Quay trở lại về hình ảnh Flycam thì các anh chị thấy là phía dưới những cái dãy nhà vuông vức và những ô, những block khá là khang trang, đường phố sạch sẽ. Thì Khoa vô cùng bất ngờ khi mà đây là lần đầu tiên Khoa đến với thành phố Sa Đéc dạo chơi ở khu vực trung tâm. Trước đó thì Khoa đã qua một vài lần nhưng chỉ đi thoáng qua và tham quan làng hoa Sa Đéc thôi. Phía dưới đường thì khá là rộng các anh chị. Và dãy nhà hiện bây giờ là những khu nhà 4-5 tầng rất là nhiều, thì cho thấy cái sự phát triển vượt bậc của đô thị Sa Đéc so với người anh em của thành phố Cao Lãnh thì hầu như không có sự chênh lệch. Từ trên cao chúng ta thấy được những điểm nhấn, đó chính là những cái khu nhà lồng chợ. Thì nhà lồng chợ này đã có từ rất là lâu đời. Thì những cái hình dáng các anh chị đã thấy là khá là giống với những cái khu dãy nhà lồng chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như ở khu vực quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức. Thì đây là một cái dãy nhà là khá là giống ở trên đường Võ Văn Ngân. Đặc biệt Vincom, khu dãy nhà phố Shophouse Vincom đã về đây. Thì các anh chị cũng biết là những khu vực nào mà phát triển sầm uất thì nơi đó sẽ có Vincom về đầu tư và phát triển. Chúng ta thấy là khu dãy nhà phố Shophouse thì đây là những cái dãy nhà đặc thù, hầu như là na ná nhau ở những cái vùng, cái thành phố lớn của cả nước đều có những cái dãy nhà này. Nhưng hiện khu vực thành phố Sa Đéc của chúng ta dường như thiếu một cái tòa nhà
cao tầng, tầm khoảng 15-17 tầng trở lên. Trước mắt đó chính là dãy nhà phố Shophouse Vincom, và tiếp nữa là trung tâm thương mại Vincom. Thì khu đất của Vincom đã tọa lạc ở một vị trí không thể tốt hơn các anh chị, trung tâm của khu vực trung tâm thành phố Sa Đéc. Thì từ trên cao tôi thấy những dãy nhà phố uy nghi sang trọng như thế sẽ làm cho bộ mặt của cái đô thị này sẽ khang trang hơn rất là nhiều. Thì hiện thành phố Sa Đéc quá nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta với cùng với cả nước, thì đó chính là làng hoa Sa Đéc. Thì làng hoa Sa Đéc, khu vực được mệnh danh là Đà Lạt của vùng đồng bằng châu Thổ, do có khí hậu hầu như là thuận lợi quanh năm để trồng tất cả các loại hoa. Thì đây là cái khu vực mà sẽ cung cấp hoa cho thành phố Hồ Chí Minh cùng với cả nước. Nếu mà các anh chị có dịp đi về vùng đồng bằng sông Cửu Long hay và tỉnh Đồng Tháp thì hãy ghé qua làng hoa Sa Đéc. Chắc chắn là cái khu vực này sẽ không thể làm cho các anh chị cảm thấy thỏa mãn hơn ở cái nơi đâu nữa. Tại vì ở đây rất là đẹp, hoa sẽ nở quanh năm luôn các chị. Cùng với khu vườn hoa sẽ có những cái khu vui chơi giải trí mà các em nhỏ hay gia đình chúng ta có thể thưởng thức ở đây. Những khu vực bờ sông, bờ kênh sông Sa Đéc, anh chị thấy những cái dãy nhà phố rất là đẹp, và đèn thì lộng lẫy vào ban đêm. Từ ở trên cao tôi thấy là khu đô thị đã được đô thị hóa rất là lớn, và những cái con đường thấy là hình bàn cờ và những cái con đường lớn, trục đường lớn song song với nhau. Quy hoạch đã rất là đồng bộ các anh chị. Thì bây giờ Khoa xin mời các anh chị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi Flycam. Nếu mà các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi những video clip mới nhất mà Khoa sẽ cập nhật. Hiện Khoa đang có rất là nhiều video clip về thành phố Long Xuyên, thành phố Cần Thơ, thành phố Mỹ Tho và các khu vực khác, đặc biệt là khu vực thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Hãy vô đăng ký kênh để ủng hộ Khoa trong những video clip mới nhất nha các anh chị. Xin chúc các anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng, an lành và gặp nhiều may mắn trong năm 2021. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.